Ok, và hello anh em nhé. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là cái tựa game những nhân vật hoạt hình đối đầu với import gì nhỉ? Nhầm, Squid Game anh em ạ nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy lại cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha anh em. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Mình sẽ mua Naruto nha anh em ơi. Tôi sẽ sử dụng Naruto để chơi một vài cái game trong này. Đầu tiên là chơi cái game này trước để đối đầu với cái con nồi này anh em ạ. Khá là buồn cười à. Đi này anh em ơi, Naruto tôi đang di chuyển, đang chạy rất nhanh anh em ạ. Mình là cái người đầu tiên. Ok. Rồi ơi, mình không phải để người cuối cùng được anh em, mình không thể là người cuối cùng về đích được. Hôm qua mình chơi Luffy, hôm nay chơi Naruto ha. Oh my god. Đến nào, chạy nhanh 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 em ơi. Nhanh nhanh. Cái này chạy dễ mà, cái màn đầu tiên rất cực kỳ dễ luôn anh em ạ. Ui. Đừng 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 bắn em ấy chị ơi, đừng bắn em chị ơi, đừng bắn em chị ơi. Em còn một tí nữa thôi, em còn một tí nữa thôi. Sắp về đây rồi. Lên 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 lên, em về rồi. Ok, em về rồi chị ơi. Cái này dễ dã man luôn anh em. Rồi thì mình đã có rất là nhiều vàng để mình có thể là chơi được game này khá là dễ. Game gì đấy? Game gì đấy? Game gì đấy? Nhìn trông dị ấy. Skip đi. Tôi sẽ không chơi game này đâu. Đảm bảo 100% tôi sẽ không chơi game này. Làm gì? Ăn X đi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ có nhiều game mà mình có thể unlock rất là nhiều trò mà anh em. Đây ở trận chiến này đánh hay này. Cái đấm nhau thích này anh em ơi. Ui, Naruto anh em ạ. Ai cha 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 cha. Chém chém chém. Ok. Ui, chém chết mình rồi. Cái con cờ hó nó chém chết mình rồi anh em. Ảo ma thật sự luôn. Game này thích anh em, thích game này anh em ạ. Game battle này rất thích luôn. Siêu và cái gì ấy? Làm nào để lấy cái booster ấy nhỉ? Rồi anh em ơi. Final Rasen Gun à. No. Cái này khó thế. Tôi đã chết rồi anh em ạ. Ảo ma thật sự. À Rasen Gun kìa. Úi ôi. Lấy máu anh được không anh em? Rasen Gun. Rồi mình chém trước đây anh em ạ, mình chém trước nó là ok ha. Đậu để giúp chúng ta to lên anh em ơi. Nhồn. Cái Rasengan này khá hay anh em ạ. Chạy đi đâu cưng ơi. 395 anh em ạ. Ok. Tuyệt vời. Thằng này là 608. 608 không phải là cái kích thước đâu anh em nhá, mà là cái số hiệu thôi anh em ạ. Mình có thể đặt tên được cái chạy với tôi á, không được bạn. Tôi có Rasengan này anh em ơi, còn cỡ Alliance sẽ còn là sống còn 5 thằng nữa. Cái nồi gì sẽ bị bán chết vậy? Cái lồng bàn gì đấy nhở? Hỏi chấm. Mất đời hợi luôn. Thề, không biết là tại sao lại chết à? Tự nhiên nó bị nó đấm cho chết luôn anh em ạ. Vãi cả nồi ạ. Chúng ta thua 3 trận rồi anh em. Vãi cả đạn. Mình. Ôi giời. Thằng bé nó có cái chiêu né. Vãi, nó chém trên đầu anh em ạ. Chưa thắng được một cái trận nào luôn với Naruto luôn anh em. Vãi lều. Cái chiêu này khó thế nhờ. Có thằng có khả năng né anh em ạ. Có thằng có khả năng là khiêng anh em. Mình nên đứng lên trên anh em ơi. Thì nó sẽ có lợi thế hơn dành cho mình ha. Ôi ổ, nó chém nhanh hơn anh em ạ. Nó vẫn chém nhanh hơn nhá. Ảo giờ mình chưa thắng trận nào được. Cái trận kia tí thắng rồi thì lại thua. À thì lại bị bắn chết. Cứ bảo đánh. Ăn nhiều trái tim vào anh em. Tí bị nó chém chết này. Đúng rồi. Tranh thủ giết vào nó đi. Đúng rồi. Nice. Giết. Bọn nó đi anh em ơi, kill bọn nó đi. Oh my god. Mình chém xịt như vậy. Ai nồi luôn. Không đồng nổi game này luôn à. Trời ơi. Không, kiểu gì người thắng game này. Không phải làm gì thì làm anh em ạ. Counter Strike à. Đang khá là bực mình nha. Không thắng được cái game này anh em ạ. Khó dã man luôn. Hay tôi chuyển game à. Chắc tôi sẽ chuyển game trước anh em ạ. Chỉ cần nhớ rồi, nhớ nhớ bàn thôi.
Mình đi thứ năm anh em ơi, thì chúng ta có tỷ lệ sống rất là cao, một đến một tớ tèo. Con này sẽ đến đây. Không phải mình em, mình đi gần cuối luôn ạ. Được, cái này thử thách. À, cái bé rơi xuống cái cầu kính rồi anh em ơi. Cái trong đúng là cái kiểu trò Squid Game đấy. Không sai luôn. À, thằng kia. À, mình sẽ đi nhớ. Cũng khó anh em ạ, không phải dễ gì cả. Mình sẽ boost cái tham à. Dùng cái nào cũng được. Flying Thunder anh em ạ. Thứ 4 anh em ơi, thứ 4 là cũng ok ha. Mình chưa được đi đâu. Một hàng rơi à. Flying Thunder. Vãi đến lượt mình rồi đấy. Đi bạn ơi. Hoặc đợi nó rơi chơi rơi hết là mình cũng thắng mà. À cái này thì chắc chắn là phải đi được. Rồi. Nó lại là chơi ăn gian nghe, mình có cái kiểu cái Flying Thunder. Mình bay phát về nhà luôn. Ô cái gì đó? Cuộc đua động vật à anh em. Ồ hay đấy. Game này có vẻ hay đấy anh em. Install này. Flocky à? Flocky. Cái game này sao giống cái game đấy nhỉ? Cuộc đua động vật ạ. À? Bị con kia đuổi theo anh em. Thắng được một trận game này anh em ơi. Game này là game gì đây? Ấy bánh à? À, ấy kẹo anh em ạ, ấy kẹo kẹo kẹo. Game này dễ mà. Cái này dễ, mình chỉ cần lấy theo đường thôi anh em ơi là thắng rồi. Mình phải đúng cái đường này thôi. Nó ra ngoài là nó sẽ có một cái báo động đỏ anh em ạ. Khá là khó khó chịu nên tôi sẽ không không dùng cái kiểu kia. Kiểu kia khá là mệt. Ấy à, hình vuông thì quá dễ anh em nhỉ. Chỉ dùng ấy đúng cái vàng thôi, tách thôi. Ồ. Xong. Nice. Con nhảy cái điệu điệu nhảy chiêu chiêu tức nó chứ anh em. Nó bắn cho thì vỡ mồm bây giờ. À chơi ném bi à? Ném bi qua chơi rồi ha. Zombie nó cũng bắn rồi ha. Cái này dễ mà. Cái này trong trong game Squid Game thật làm gì có cái trò này nhỉ? Làm gì có cái trò nồi này anh em? Đúng là không có trò này đâu. Làm gì có cái trò này? Rồi kia anh em mình sẽ thử lại cái trò cũ nha anh em với nhân vật Luffy nhá, hy vọng sẽ thắng được ha. Cái game này cũng là một game hay này, con ong với con đấy này. Ô game này hay này anh em, tôi sẽ tải game này về thử xem. Install now này. Game tên là gì? Monster Box à? Monster Box hình như là cài rồi à? Chơi rồi ấy, game này chơi rồi. Game này chơi rồi nó không không hay lắm, không hay lắm nên tôi cũng không có ý định là chơi, nó lag lắm, chơi trên cái giả lập lag dã man luôn. Ok. Lấy vàng trước xong rồi rồi em ơi. Let's mình về đích mà, cái này chỉ là hướng dẫn đường thôi. Dễ không nhỉ? Cực kỳ dễ luôn. Ok, để sau đi. Ngày 7 mình có nhận được cái nhân vật kia nhưng mình không cần, mình có thể mua bất kỳ nhân vật nào mình thích anh em ạ nhé. Mình có thể mua được Spider-Man ngay và luôn nhưng ngày mai đi. Ngày mai mình sẽ để mua Spider-Man đi. Ok, tôi có thể làm trở về nhà được không? Mình vẫn tiếp tục chơi trò này thì mình không thích lắm. Trò mấy trò này thì mình cũng chơi rồi. Mình chơi chơi đúng cái trò này thôi anh em ạ. Trò nồi này là mình không thắng được này. Chưa? Nhầm rồi. Mình muốn chọn Luffy cái để chơi trò này cái. Luffy mũ rơm. Đấy, Luffy mũ rơm. Để anh chị em chơi trò này nhỉ. Có trò kéo co. Trò kéo co để chắc để mai. Không được luôn. Phải xem quảng cáo mới có cái khiêng ha. Luffy mũ rơm thì chắc là có Gomu Gomuno ha. Chết luôn. Luffy mũ rơm cầm dao anh em ạ. Tốt 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 tốt. Tôi chỉ cần to lên thôi anh em ạ. Tôi chỉ cần to lên thôi. Ui.
không cầm dao đâu anh em ơi, đấm luôn anh em ơi. Nhưng mà cái nút này nó hơi bị nhỏ ấy, đấm được hết anh em ạ. Luffy muốn rơm thì à, Luffy mũ rơm à, nhanh. Ok, đấm à, đấm nó anh em ơi, lên trên. Úi rồi, thằng khỏe mình đấm cái rồi anh em ơi, 45 giây nữa không hiểu sao lúc ấy bị bắn à. Úi xôi ơi, lại rồi, xuống dưới đấm nốt. Ui yes, cuối cùng Luffy dễ thắng quá anh em ạ. Cái tay nó to quá. Và chúng ta sẽ kêu nhé.